Xin chào các bác nhá. Các bác biết đây là gỗ gì không? Hoàng đàn Lạng Sơn. Hoàng đàn Lạng Sơn đấy. To chưa? Đây là cái cây gốc. Đây là cái gốc. Rất là nặng, hơn chục cân. 12 cân. Tầm đấy. Tôi cân rồi nhưng mà tôi không nhớ rõ. Tầm 12 cân thôi. Nó thơm lắm. Này, vân của nó đây. Vân này này. Lấy điện thoại rồi xoay nó có xẹp nhá. Lạng Sơn cực kỳ thơm luôn. Hàng này là hàng gốc, hơn 65, hơn 60 năm. Đây là cái gốc này, nó có hai nhánh này. Đó, đây là thân này, thân của nó này. Tôi mới mua được cả nguyên một cây này. Đang mua cũng được một thời gian rồi, tôi đang chuẩn bị bỏ ra để đi đục. Cái này đục cái gì đẹp hả các bác? Hai cái gốc này, cái gốc này với giá trị này, đục đục song phúc à, hay là đục di nặc cây tùng. Ngang một ló xem là ở dưới gốc được 26, 27, 30 đấy. Được 30. Trên cũng thế, trên cũng tầm bé hơn tí. Mài cái này đi, đế đi, đế là đế. Đây. Đẹp, thơm lắm. Quá thơm luôn. Úi giời. Đây là thân này. Thân này đường kính nó được 12. 10, 12. À to đấy. Thân này. Tôi phải bịt túi bóng vào cho nó đỡ tỏa ra mùi thơm. Khi mà đục ra nó mới thơm. Đây, bịt hai đầu cao tầm 1,5 m. Hàng này tôi không bán đâu. Có mấy bác hỏi mua nhưng mà tôi không bán. Quay lên đây cho mọi người xem là bao giờ mà đục xong hàng thì tôi sẽ quay giới thiệu cho bác nha. Chào các bác nha.